Rồi, xin mời anh. Anh có chơi không? Dạ, tôi chơi cha không ạ. Thế cha dạy từ Chúa, con kính chào cha, kính chào cộng đồng. Thì con là Lê Duy Quyết, con ở 52 tuổi, con ở Thanh Hóa. Thế cha là với cộng đồng con được hai ơn của Chúa, hai ơn rất to. Thế ơn duy nhất của con là con muốn xin được đầu năm 2018 thì con phát bệnh ung thư thực quản. Ung thư thực quản? Dạ, thế cha đúng là ung thư thực quản. Con đi ba viện mà con xin cầu nguyện bác sĩ để mổ cho con bệnh viện tỉnh như bệnh viện ca trung ương với bệnh viện 108 mà các bác sĩ chuyên khoa bảo là bác ơi cố gắng bệnh của bác mà đồng ra vào là chết, thôi bác cố gắng về xạ trị với hóa trị, thế là được năm nào được tháng nào là tốt năm đấy. Thế thì con trong thời gian con điều trị từ xạ trị ở bệnh viện thì có một ông anh, ông ấy cho hỏi thăm con, ông cho cái địa chỉ nhớ tin mừng ở trong đây và lòng thương xót của Chúa và cha Long. Thì anh ấy bảo là tốt nhất em vào lòng thương xót của Chúa, ông ấy vào chỗ cha Long đi, có thể là cha Long với lòng thương xót của Chúa là chữa khỏi cho em. Thế là con quyết tâm con giải trị được 25 lần rồi, con bỏ con không giải nữa. Thế là con vào đây để con đến với lòng thương xót của Chúa, đến cha, đến cộng đoàn cầu nguyện cho con là bệnh tình của con là đến hôm nay thật lòng ra là đỡ được 70-80%. Thế là con rất vui sướng được cái lòng thương xót của Chúa với được cha cầu nguyện, cộng đoàn cầu nguyện cho con của con rất phấn khởi ạ. Ơn thứ hai. Dạ, thế ơn thứ hai của con là cũng đầu năm nay thì con đi uống rượu mùng một Tết, con về con bị ngã xe, thế là cái di động nó đánh vô ngực của con, đau quá thì đến vẫn ảnh hưởng đến cái khả năng con, ảnh hưởng đến phổi, rồi đến đi khám là bác sĩ bảo là bị phim phế quản, thế nên cả đêm con hay ho, rất lạnh trời là con hay ho. Thế nên con đến đây con cầu nguyện, được cha cầu nguyện với được cầu nguyện thì con bệnh tình của con này được tầm là 70-80% cũng đỡ rồi ạ. Thế thì thay ở đây thì con thứ nhất là con cảm ơn lòng thương xót của Chúa với cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con thì con chữa bệnh được như hôm nay con hết đấy. Anh thuộc giáo xứ nào? Dạ con nữ, con không có đạo. Hôm nay chúng ta có ba giáo xứ, một giáo xứ biên lương, một giáo xứ ngoại đạo, một giáo xứ không có đạo. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Vâng, tại vì chúng ta nhìn thấy anh ấy như là một ông trùm mà cổ thì đeo thánh giá, tay thì đeo tràng chuối, tay thì cầm cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chúng ta thấy một người ở giáo xứ không có đạo mà ăn nói cũng như là tuyên xưng lòng tin của mình còn sốt sáng nhiệt tình hơn cả người có đạo.